kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 8 của Đã Chờ Tự Do Sau đây là phần tin Thưa quý vị, trước hết là tin bão số 5 Gần 5.000 người dân thuộc vùng nguy hiểm ở Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình đã được sơ tán trước khi trận bão số 5 với sức gió gần 90km Một giờ dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh ven biển Đông Bắc Bộ vào khoảng trưa nay 3 tháng 8 Hầu hết các tỉnh ven biển ở phía Bắc đã khẩn cấp chuẩn bị đối phó bão Đề kè được gia cố vì nước biển kết hợp thủy triều có thể cao từ 3m tới 5m, hàng ngàn tàu thuyền đã được lệnh về bến để tránh bão. Dự báo mưa lớn từ sáng sớm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, lượng mưa có thể từ 200mm tới 300mm, trong khi ở Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam vào khoảng 150mm tới 200mm. Dự báo sáng 4 tháng 8, bão số 5 sẽ suy giảm và di chuyển vào vùng rừng núi Tây Bắc Bộ, khu vực núi non cần để phòng lũ quét và sạt lở đất. Thưa quý vị, báo cáo khả thi của dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ được nhà thầu Nga đệ trình cơ quan chức năng Việt Nam vào cuối năm nay để phê duyệt. Theo tin từ Hà Nội chiều 2 tháng 8, ông Alexei Kondrin, trưởng đại diện công ty Asia Việt Nam thuộc tập đoàn Rosten của Nga đã cho báo chí biết về tiến bộ chuẩn bị dự án. Theo hiệp định ký kết năm 2010, Nga sẽ cho Việt Nam vay 8 tỷ Mỹ Kim để thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. AISE và Tập đoàn Điện lực đã thống nhất lộ trình công việc để triển khai trong thời gian tới. Phía Nga đã đưa 150 cán bộ của hai công ty Sông Đà và Lilama sang Nga tham gia xây dựng một nhà máy điện hạt nhân để học tập kinh nghiệm sang năm họ sẽ qua Nga 100 cán bộ khác. Cuối năm 2009, Quốc hội Việt Nam đã thông qua dự án xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận với tổng công suất 4.000 mW. Theo kế hoạch nhà máy được khởi công vào năm 2014 và bắt đầu phát điện vào năm 2020. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh giới chuyên gia khoa học Việt Nam vẫn còn nhiều ý kiến phản biện liên quan tới dự án này. Hơn 33.000 người dân ở vùng đông Myanmar đã được sơ tán đến 79 trại tạm cư ở bang Karen sau khi mưa lớn và lũ quét xảy ra trong khu vực làm sạt lở đất, giao thông gián đoạn. Về thiệt hại, nhân mạng có 3 người chết, một người mất tích. Truyền thông nhà nước Miến Điện đưa tin này hôm thứ Sáu. 245 trường học ở bang Karen phải đóng cửa vì đường xá bị hư hỏng vì lũ do mưa lớn kéo dài từ ngày 27 tháng 7 đến nay. Trước đó, bang Moon kế cận cũng phải sơ tán 4.700 người. Tin cho biết Liên Hợp Quốc loan báo đã gửi thuốc viên làm sạch nước uống và hỗ trợ y tế khác đến hai bang Karen và Moon của Miền Điện. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ chính phủ mới của Ai Cập do quân đội thiết lập. Qua tuyên bố của Ngoại trưởng John Kerry là quân đội Ai Cập đã phục hồi dân chủ cho đất nước khi lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi. Theo tin Reuters từ Cairo hôm 2 tháng 8, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo phản kháng nhận định của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đồng thời đe dọa là những người ủng hộ tổ chức này sẽ tiếp tục biểu tình đòi phải hồi chức Tổng thống cho ông Morsi. Hàng ngàn người đã tụ tập tại trụ sở của tổ chức này ở Cairo và chuẩn bị đối đầu với lực lượng an ninh sau khi chính phủ ra tối hậu thư là họ phải giải tán hoặc chịu hậu quả. Giới ngoại giao quốc tế, các tổ chức nhân quyền và giới lãnh đạo tôn giáo Ai Cập đã lên tiếng kêu gọi chính quyền tránh gây đổ máu. Trước nguy cơ khủng bố liên quan tới Al Qaeda, một loạt đại sứ quán Hoa Kỳ ở Trung Đông sẽ đóng cửa kể từ chủ nhật này, theo chỉ đạo từ Bộ Ngoại giao ở Washington. Đài truyền hình CNN đưa tin này hôm thứ Sáu trước lời dân biểu liên bang Ed Royce của California. Tin ghi nhận, các đại sứ quán Mỹ được lệnh đóng cửa bao gồm Ai Cập, Israel, Ả Rập Xê Út, Libya, Iraq và Kuwait. Dân biểu Ed Roy cho CNN biết là có mối đe dọa khủng bố liên quan tới tổ chức Al-Qaeda và mục tiêu được nhắm đến là các quốc gia Trung Đông và Nam Á. Một giới chức Hoa Kỳ không muốn nêu tên nói với CNN rằng mối đe dọa được đánh giá là có thể tin được và thực sự nghiêm trọng. Bọn khủng bố nhắm đến điều gọi là các mục tiêu Mỹ ở nước ngoài. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đại Á Châu Tự Do. Chân như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.